Tuyết Dung và tuổi thơ trốn ra bãi sau nhà chơi bóng. Nhắc đến nữ cầu thủ sở hữu các kỹ thuật bậc nhất Việt Nam, người ta nghĩ ngay đến Tuyết Dung, người từng lập vô số siêu phẩm cho tuyển nữ Việt Nam. Những pha ghi bàn từ chấm phạt góc là điều không nhiều cầu thủ làm được. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Tuyết Dung, quả bóng vàng Việt Nam 2014 đã ghi dấu ấn cho sự nghiệp lẫy lừng của mình bằng những pha lập công để đời từ vị trí ít người nghĩ đến. Cô gái quê Bình Lục, Hà Nam đã thể hiện phong độ ấn tượng, giúp tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự World Cup. Dù có thành tích đáng nể phục, nhưng ít ai biết Tuyết Dung đã từng có tuổi thơ dữ dội thế nào. Tuổi thơ ít ai biết. Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngắn cá tính là hình ảnh quen thuộc của Dung từ khi còn bé tới tận bây giờ. Cô Ngô Thị Hạnh, mẹ của Tuyết Dung chia sẻ. Từ bé, Dung chỉ hợp với những kiểu tóc nam tính, mạnh mẽ, cứ dài một chút là cắt. Thậm chí đã có lần mẹ cố tình để cho tóc dài nhưng thấy không hợp bằng từng ngắn nên lại cắt. Chưa bao giờ thấy Dung mặc váy hay trang điểm. Tầm 5 tuổi ở nhà đã chỉ thích chơi với con trai và đi đá bóng với các bạn nam, mẹ có nói cũng chẳng được. Dung chỉ thích chơi bóng đá thôi. Mẹ cứ mua cho hết quả bóng này đến quả bóng khác, nhiều lúc nghĩ con gái lại chơi bóng suốt như thế tôi cũng e dè, xong còn mắng và không mua bóng cho nó nữa. Nhưng cứ Tết có tiền lì xì thì Dung lại dành dụm để mua bóng đá. Thông thường các bạn đi học đến 11 giờ là về nhưng hôm nào Tuyết Dung cũng ở lại trường đến 12 giờ để có thời gian đá bóng cùng với các bạn. Rồi những buổi trưa hè, đợi bố mẹ đi ngủ, Tuyết Dung liền trốn ra sân bãi sau nhà chơi bóng, có những hôm vừa mang bao đi cắt cỏ, vừa dắt trâu ra đồng thả để có thời gian chơi. Cả tuổi thơ của nữ cầu thủ đều gắn liền với trái bóng tròn chạy trên sân cỏ. Thậm chí, từ lúc nhỏ tới nay, Dung chỉ đón sinh nhật tại nhà duy nhất một lần. Những dịp Tết đến thì chỉ về nhà được 3 ngày, còn lại bố mẹ và con gái đều phải gọi điện hỏi thăm nhau qua màn hình điện thoại. Cô Hạnh chia sẻ, nhiều lúc tôi thương con, nghĩ con mình thiệt thòi, bạn bè cùng trang lứa được ở bên gia đình, váy áo súng xính những ngày Tết, con mình thì ở xa bố mẹ, lúc nào cũng quần đùi áo số. Nhớ lại những lần lên thăm con ở câu lạc bộ, cô Hạnh kể, Tuyết Dung chưa bao giờ nói nhớ nhà hay than phiền gì với bố mẹ, lúc nào cũng rất mạnh mẽ và tươi tắn mỗi lần gặp gia đình. Kể cả những lần bị chấn thương, cô cũng không để cho bố mẹ biết vì sợ cả hai sẽ lo lắng. Mỗi lần như vậy, mẹ đều trách Dung là tại sao không báo về nhà, nữ cầu thủ chỉ trả lời, con vượt qua được hết mà, bố mẹ cứ yên tâm. Có những lúc nhớ con, cô Hạnh gọi điện cho con để hỏi thăm sức khỏe, nhưng cuộc điện thoại của hai mẹ con cũng chỉ chóng vánh vài chục giây. Câu mà cô thường nghe nhất từ con là con đang bận, lát con điện lại cho mẹ nhé. Nghe nhiều thành quen nên những lần gọi sau cô Hạnh thường níu Dung lại mà bảo mẹ chỉ nói chuyện một tí thôi, con cố gắng ăn uống, giữ gìn sức khỏe. Bố là người truyền lửa đam mê. Chú Nguyễn Đức Tiếp, bố của cầu thủ Tuyết Dung là người xuất thân trong quân đội và từng có thời gian tham gia đội bóng của đơn vị lúc còn trẻ, vậy nên ông nắm rõ luật chơi của bộ môn này. Ngày bé, bố cũng là người hướng dẫn Dung cách đá, các chiến thuật chơi. Nhận thấy con gái có niềm yêu thích đặc biệt dành cho trái bóng, từ lúc 5 tuổi nhưng lúc nào cũng thích cầm quả bóng trên tay, vậy nên bỏ qua mọi sự phản đối của vợ và gia đình, ông Tiếp đã làm hồ sơ đăng ký cho con gái tham gia từ những vòng sơ tuyển đầu tiên. Nhớ lại thời gian đầu, ông Tiếp cho biết, có nhiều đêm nằm nghĩ con mình nó còn nhỏ quá. Các bạn đồng trang lứa ở nhà còn bố mẹ giục ăn, giục mặc mà còn mình lên đó phải tự lập, điều kiện sinh hoạt ăn uống không được như ở nhà. Tôi cũng lo lắng lắm. Mỗi lần lên thăm con, nhìn nơi ăn chốn ở hồi đó chúng tôi cũng xót ruột lắm. Nhưng Dung rất mạnh mẽ, chưa một lần nó than khổ hay mệt mỏi vất vả với bố mẹ. Lúc nào cũng nhắn bố mẹ yên trí, con sẽ cố gắng phấn đấu. Đến nay cũng may là kết quả được đền đáp xứng đáng. Nhắc lại giờ phút con gái ghi bàn thắng từ chấm phạt góc trong trận đấu với Myanmar ngày 27 tháng 1, cô Hạnh chia sẻ, lúc đó vừa vui vừa xúc động, trong lòng tôi như vỡ òa. Cả hàng xóm, anh em hay các cụ 80, 90 tuổi ai xem cũng hồi hộp chờ đợi, lúc bóng vào cả nhà hô to. Đúng là niềm vui nhân đôi trong ngày đầu năm mới. Sau khi trận đấu kết thúc, mấy ngày Tết, mẹ Tuyết Dung còn xem đi xem lại toàn bộ buổi ra sân hôm đó, cô không bỏ sót bất cứ một giây phút nào. Tuy là người truyền lửa đam mê,
nhưng ở nhà mẹ và chị gái lại là người hợp ý và có thể ngồi nói chuyện lâu với Tuyết Dung hơn. Sau chiến thắng trước Đài Bắc Trung Hoa, ông Tiếp đã có lời nhắn gửi dành cho con gái của mình. Con hãy cố gắng phấn đấu từng bước, bây giờ được đi World Cup rồi thì cần nỗ lực hơn nữa để năm 2023 sang Australia. Tuyển nữ Việt Nam sẽ làm được nhiều điều bất ngờ hơn, mang về vinh quang cho tổ quốc. Không muốn nhắc đến chuyện chồng con. Ở tuổi gần 30, bố mẹ của Tuyết Dung đã rất mong mỏi cô tìm được một nửa của mình. Cả hai đều bật mí rằng, họ muốn một người con rể hơn tuổi con gái, cá tính nhưng có đủ sự chững chạc. Đặc biệt nếu là một người cùng nghề, thấu hiểu và cảm thông cho con gái mình thì càng tốt. Bởi bố mẹ Tuyết Dung cho rằng, công việc của Dung mang tính đặc thù riêng, thường phải đi xa nhà với lịch tập luyện dày đặc, thế nên những người đồng nghiệp sẽ là đối tượng phù hợp để có thể chia sẻ niềm vui và sự vất vả của con gái mình. Tuy nhiên mỗi lần bố mẹ nhắc đến chuyện chồng con, nữ cầu thủ thường lảng tránh và cho biết hiện tại chỉ chú tâm vào sự nghiệp. Cô bày tỏ nguyện vọng sẽ tham gia vào các giải đấu nhiều hơn nữa để mang lại vinh quang về cho đất nước chứ chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình trong thời điểm hiện tại. Với bố mẹ của Tuyết Dung, con gái luôn là niềm tự hào của cả gia đình, quê hương. Bố mẹ đã luôn tin tưởng và yên tâm suốt những năm cô phải tập luyện và thi đấu xa nhà. Khi nữ cầu thủ đã bước sang tuổi 29, bên cạnh việc đạt được nhiều thành tích ở các giải đấu thì việc lập gia đình là điều khiến bố mẹ của Tuyết Dung luôn chờ đợi từ con gái của mình. Với niềm đam mê bóng đá cháy bỏng cùng lối chơi kỹ thuật, Tuyết Dung được ví như Ronaldo nữ Việt Nam, nữ tuyển thủ người Hà Nam chắc chắn sẽ mang lại cho người hâm mộ bóng đá nước nhà những thành tích đáng tự hào. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.